Thì Dương xin chào quý vị. Ngày hôm nay thì Dương có một lịch hẹn vào lúc 14:50 chiều. Cho nên Dương phải tranh thủ Dương đi ra ngoài. Mà anh chỉ biết rồi, trời mùa đông đó, mà trước khi đi ra ngoài rất là cực. Nào là phải quần áo đủ ấm, rồi giày, vớ. Phải cẩn thận chứ không thôi đi ra ngoài đường lát quay về không kịp. Nó lạnh là không có thể nào quay về được. Cho nên là cái ngán của những người mà bên đây mà vào mùa mùa đông lạnh đó là giày vớ quần áo nhiều lắm. Mùa này thì không thể nào mà xe xua mà diện đồ đạc giống như mùa hè được, cũng diện được nhưng mà khi mà anh chị bước ra ngoài đường là quần áo phủ kín mít hết, còn anh chị trong mặc đồ đẹp gì không biết, lát bước vô nhà lột ra thì người ta mới thấy, những người trong nhà đó người ta mới thấy, chứ còn anh chị đi ra ngoài đường là anh chị phủ kín mít hết, nhìn bích bùng hết. Thì anh chị thấy rằng là khi mà trời mùa đông đó thì đi ra ngoài đường rồi lát hồi một hồi bước vô trong nhà đó anh chị, thì cái đôi giày của mình á, đầy là nước không à, tuyết nó còn bám trên giày á. Thì khi mà anh chị đi xong anh chị về tới nhà anh chị tháo ra, trời ơi cái đôi giày đó còn nước lát còn nó tan chảy trong nhà đó, rồi cực lắm và nó bẫy bã nữa. Thì Dương quay cái video clip này từ lúc ban đầu Dương đi cho đến khi mà Dương về thì Dương quay cho anh chị coi ha. Có nhiều anh chị á, đề nghị Dương là Dương nên quay quang cảnh Na Uy vào trời mùa đông như thế nào. Thì Dương muốn rằng cái video clip đó không nhàm chán, thì Dương quay luôn cả cái sinh hoạt của Dương và cái cách Dương chuẩn bị đồ như thế nào trong cái việc mà chuẩn bị bước ra khỏi nhà đó. Thì đây là hình ảnh của Dương đó anh chị, một cái lớp áo rồi hai cái lớp áo. Nếu mà Dương mà thay quần được cho anh chị coi, Dương cũng thay cho anh chị coi. Đó, quý anh chị thấy á, là mùa đông ở bên Na Uy đó là Dương đi ra Dương mặc cái áo này là một cái áo, ở trong còn một cái nữa nè quý vị. Đây là một cái, thường thường là Dương mặc ba cái bốn cái lận, nhưng mà hôm nay Dương mặc cái áo này. Thì cái anh chị thấy cái quần jean ở ngoài không, cái quần jean ở ngoài này, thì ở Dương ở trong Dương còn mặc một cái quần gọi là giống như cái quần ul, cái quần nó giống như là Dương không biết dịch ra cái tiếng Việt là gì, nhưng mà nó là cái quần để mặc ấm ấm ở trong, cái quần mỏng ở trong ha. Rồi vớ thì một cái vớ, giờ thấy cái đôi giày Dương mang, Dương đứng xa đâu quý vị mới thấy, chắc Dương anh chị không thấy đâu. Thì trong cái đôi giày mà Dương mang anh chị sẽ Dương đưa lên cho anh chị coi nè, đôi giày nè thấy không, cái đôi giày Dương mang nè, thì ở trong cái đôi giày này nó là lông lông ở trong á, nó từ ở dưới cái đế ở trong cái lòng bàn chân lên tới phía trên đây luôn, thì xung quanh nó là lông lông ở trong đây nè, thì nó mới giữ ấm cái chân, vừa mang vớ giày vừa mang đôi giày như thế này, rồi quần mặc như thế này, áo mặc thế này. Rồi bây giờ Dương mặc thêm một cái áo này nữa, cái áo này thường để mặc để đi trượt tuyết lên chị, nhưng mà Dương hôm nay Dương mặc cái áo này cho nó gọn, nó mặc áo này cho nó gọn hơn, gọn hơn cái áo cam mà cái áo vàng mà Dương đã có. Thì cái áo này cũng mặc vô nó cũng nóng lắm anh chị, mặc vô rất là nóng. Nói chung cái mùa này á thì ở trong nhà đó thì người ta sẽ thủ những cái áo 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 đi ra ngoài trời. Thường thường người ta hay đi á, thì người ta sẽ mặc những cái như thế này, ví dụ như cái áo mà Dương có chị thấy hay Dương hay làm clip á, là cái áo này, nó cái áo này nó dài hơn, cái áo này nó dài nè, và ở phía trên nó có cái lông như thế này thì nó sẽ giữ cho cái đầu của mình nó ấm hơn nó không. Thì bây giờ thì hôm nay Dương không có mặc cái áo này, mà Dương là Dương sẽ mặc cái áo này. Thì lát nữa có thể mà đi, nếu mà nó lạnh quá đó thì Dương sẽ để này lên để che cái đầu mình lại, hoặc là đổi thêm một cái nón nữa. Còn mình nếu lạnh còn ấy thì chị, nếu mà nó không lạnh thì mình để như vậy thôi, nếu không lạnh thì mình để mở ra thế này, còn mà nếu nó lạnh quá đó thì mình phải cài nó lại như thế này, cài nó lại mình kéo nó lên tí xíu nữa đó. Giống như bên Việt Nam mình chị mặc áo mưa vậy đó, thì bên đây nó có hai cái cục nè, thì anh chị có thể kéo nó lên thông câu làm cho nó gọn gọn lại, thì bên đây nó cũng mất cục để mà thâu lại đó. Thì bây giờ nó vậy, thì bây giờ là Dương đi ra ngoài đường để Dương coi, là tại vì hôm nay Dương đi có một mình à, không có con của Dương đi cùng, cho nên là Dương không biết là Dương sẽ quay clip được cho anh chị coi hay không. Thì bây giờ Dương bắt đầu đi rồi, tại Dương có hẹn lúc 2:50 và bây giờ là 1:10 rồi, thì bây giờ Dương bắt đầu Dương đi nha quý vị. Rồi đó, đây là bắt đầu đi ra ngoài thì phải mang bao tay, nhưng mà một chút xíu nữa Dương mới mang. Bây giờ Dương tắt đèn, tắt một số thiết bị điện, tại điện bây giờ giá điện bên Na Uy đang tăng lên, mà mùa đông thì nhu cầu sử dụng điện mình rất là cao, cho nên là Dương sẽ tắt máy trước rồi Dương sẽ tắt đèn, rồi xong rồi sau Dương sẽ mang bao tay rồi khỏi nhà.
Mà Dương sẽ quay clip cho quý vị anh chị cùng coi nha. Chờ Dương nha. Đó, thấy nóng không? Anh chị coi Dương nè, thấy không? Hôm nay Dương đi một mình, không có con của Dương, cho nên Dương không có quay hết nguyên cái người của Dương được, mà Dương đang cầm mà Dương đi cái tay không à, tại Dương cầm điện thoại mà Dương mang bao tay thì nó khó cái điều chỉnh lắm, cho nên là Dương không có mang bao tay. Tiếc, bây giờ hôm nay nó rơi quá trời, nó rơi ngập lối đi, nó rơi còn hơn ngày hôm hổm nữa. Anh chị thấy Dương là Dương vừa mới bước ra khỏi nhà thôi á, mà xung quanh là tuyết trắng xóa luôn. Nhìn thấy sợ không? Bước ra khỏi nhà thôi mà tuyết nó rơi vậy nè quý vị. Lạnh cái tay rồi. Trở tay. Khủng khiếp. Dương thấy có nhiều anh chị em nói là thích à, Dương đi ra ngoài Dương quay tuyết cho anh chị cùng coi. Thì nè anh chị coi nè. Nó bắt đầu nó lạnh cái lỗ tai rồi đó. Có tuyết nó bay vô trong mắt luôn. Khủng khiếp, năm nay tuyết rơi sớm. Mỗi khi là tới Giáng sinh á là tuyết nó cũng chưa có nữa. Mà hôm nay là tuyết nó rơi như vậy. Nếu mà tuyết nó rơi như vậy đó anh chị, thì cái đêm Giáng sinh mà tuyết vẫn rơi là rất là đẹp. Cái đêm Giáng sinh mà tuyết rơi là đẹp lắm luôn á. Dương tranh thủ Dương đi nha anh chị, tại vì Dương vừa đi vừa quay về sẽ trễ giờ, tại thời gian hẹn gần tới rồi. Nhấn cái chuông rồi, giờ đợi thang máy nó mở cửa. Oh my god, sao bình thường nó nhanh lắm mà giờ nó lâu vậy trời. Lạnh cái tay. Đó, thằng máy nó mở rồi anh chị. Ta vô, nhấn cái nút đi xuống. Wow, tại vì mình đi mà mình là Dương không quay thì không sao, mà tại vì Dương vừa đi Dương vừa quay á cho nên cái tay nó tê nó lạnh. Uff, nó thang máy của ta rộng thênh thang. Chảy nước mũi luôn quý vị, đi mà chảy nước mũi luôn đó anh chị. Núi không anh chị, quên nữa, hai bên đây là núi đó anh chị, cái đường hầm này là nó đục từ núi ra đó, sát bên nhà Dương là núi đó anh chị nè, núi nè, nó đục ra đó, thấy anh chị thấy nó ghê không? Ít bữa hôm nữa mà trời mưa là đường trơn trượt. Bây giờ thì Dương đứng Dương đợi tàu điện nó tới. Để Dương coi coi. Để coi nó mấy phút nữa nó tới. 2 phút nữa tàu điện nó tới anh chị. Còn luôn. Cái tàu này nó bên hướng kia.
Đó, ta ngồi trong đó nè, đâu có cần đi xe máy gì đâu. Đó, một cái tàu điện này nó chở được bao nhiêu người, chị thấy nó dài kinh khủng không? Mà bây giờ ở chỗ này thì nó cũng vắng, cái chiều đi xuống nó vắng, nhưng mà tới chỗ Oslo City thì rất là đông. Đó, anh chị thấy đằng sau Dương cũng là núi không? Nó đục từ trong núi, và ở trong đây là cái chỗ mà chờ để đón tàu điện anh chị, thì nó kín như thế này nè. Nó có mái che, nhưng mà nhiều chỗ thì nó không có kín ở ngoài trời. Nhưng mà cái chỗ Romsos này thì nó là giống như là một cái trung tâm đó anh chị, cho nên ở phía dưới á, nó đào, nó làm một cái nhà như thế này nè. Thì ở trên anh chị thì ở trên nó là cái trung tâm. Nó buôn bán, nó có phòng tập thể dục, nó có phòng trị vật lý trị liệu, nó có thư viện ở phía trên đó, cho nên ở dưới đây nó làm như thế này. Còn một số cái chỗ mà người ta đứng, những cái bến đó, nó gọi là những cái trạm đổ đó anh chị, thì có nhiều chỗ thì nó chỉ để một cái tấm bảng thôi, người ta đứng ngoài trời. Vì chỗ thì nó có những cái chỗ giống như nó có cái mái che như thế này đó, nhưng mà Dương nói với anh chị rằng là nó làm nó đục đẽo từ trong núi ra, nó đục đẽo thành cái tầng đường hầm như thế này. Thì theo cái bảng thông báo đó thì tàu điện nó đang chạy tới. Nó ghi chữ no, no là cái tiếng Na Uy là bây giờ đó. Thì Dương mở lên để cho anh chị thấy nó tới như thế nào nha. Nhưng mà để Dương chờ. Nó có ghế đàng hoàng anh chị, ở phía đằng này nó có ghế nè, mình tại Dương ngồi trên cái hành lang của nó. Nó có ghế cho mình ngồi. Nó thấy không? Nhưng mà tại Dương thích ngồi trên cái thanh này. Dương thích ngồi trên đây. Đó, bây giờ mình chờ coi chừng nào nó tới nha. Vì Dương đi một mình đó, cho nên hôm Dương không quay toàn người của Dương được, Dương chỉ quay một phần nửa ở trên thôi. Con của Dương thì đi học chưa về. Đó, anh chị nhìn người của Dương nè, thấy không? Không mặc như thế này là ra đường lạnh lắm luôn quý vị, rất là lạnh. Vẫn chưa nghe tiếng nó tới nữa. Đâu người ta? Đó, nó tới đó. Đó, nghe tiếng nó tới rồi đó. Nhưng bắt đầu Dương đi lên và Dương nhấn. Mình sẽ mở cửa. Đó, mở cửa ra và mình đi vô. Đó, đi ngồi. Đó. Thì đây là cái cách sắp xếp ghế của bên tàu điện ở bên Na Uy. Nó sắp xếp kiểu như thế này anh chị. Rất là gọn. Thường anh chị là những cái người mà đi tàu điện á, là có nhiều người họ đi làm về họ rất là mệt. Họ vừa ra khỏi chỗ làm là họ mệt, họ nằm họ ngủ trên tàu điện luôn anh chị. Thì họ có thể họ dựa cho tàu điện họ ngủ vậy nè. Họ dựa lên họ ngủ luôn anh chị. Họ ngủ nhưng mà cái lỗ tai của họ vẫn nghe. Mỗi khi mà tới cái trạm nào đó thì họ vẫn nghe cái tiếng và họ thức dậy. Ví dụ như bây giờ Dương mệt quá đi, Dương nằm Dương ngủ như vậy. Cũng ngon là luôn chị, mà mình ngủ vậy mình không có sợ ai ngó gì tới mình hết, mình cứ ngủ thoải mái như vậy đó. Người ta không có để ý mình ngủ làm sao hết trơn á. Tại vì bên đây ai làm mệt, ai lên trên tàu điện rồi cũng mệt, cũng ngủ, tranh thủ mà ngồi trên đây nhắm mắt được khoảng 20 phút hoặc là 25 phút hoặc là 10 phút cũng đỡ lắm. Cho nên là nhiều lần mà Dương nói với anh chị là cứ mà Dương lên tàu điện là Dương ngủ quên á, mà nhiều khi nó chạy tới cái trạm cuối cùng luôn rồi bắt đầu là cái người mà giống như cái người tài xế của tàu điện họ xuống và họ kêu Dương dậy, rồi Dương mới đi qua cái trạm bên kia để Dương đón đi chiều ngược lại, thì Dương chuyên gia bị Dương bị ngủ quên trên tàu điện luôn. Đó là như vậy đó anh chị, tại lên đây nó im quá cái mình ngủ quên luôn nó chứ. Trên đây thì không có ai để kêu mình hết á, không ai kêu mình anh chị, tự mình phải nghe và tự mình phải thức dậy và tự mình xuống. Thank you.
ở bên ngoài đó anh chị, tuyết đang rơi, tuyết đang rơi, mình ngó ra ngoài. Đây là vô trong hầm rồi, đây vô trong hầm rồi quý vị. Vô trong hầm anh chị thấy nó tối ở ngoài không? Đó, mình chuẩn bị nó ra nè. Anh chị nghe không, tới mỗi một trạm là nó kêu, nó kêu điện tử, nó cài đặt điện tử, nó cài tự động lên chị, thì tới mỗi trạm nó tự động nó kêu đó. Chị thấy ở ngoài không, tuyết nó trắng xóa luôn. Thì Dương nghĩ ít hôm nữa thì Dương sẽ đi trượt tuyết rồi đó, tuyết đó trắng giả luôn. Dương để luôn, Dương không có, Dương không có tắt. Chị coi tiếp nha. Đưa nó ngay lúc kìa. Wow. Cái này là đang đi trên một cái cầu anh chị, mình xuống xe chạy phía dưới. Trời ơi, nhìn vô trong nhà người ta trưng cái mấy cây thông có đèn đẹp quá. Red vet. Ngày trước chương đọc tiếng Na Uy, Dương nói thiệt với anh chị, một chữ Dương đọc 100 lần, đọc hoài luôn, tại cái chữ Na Uy khó đọc lắm luôn, nó khó đọc thấy vậy, nhưng mà có những cái chữ e khó đọc không. Rồi muốn đọc được nó phải đọc tới đọc lui, đọc rất là nhiều lần luôn mới đọc được nó. Nhìn thấy tiếc không? Lạnh, lạnh tái te trong hồn. Đó, 1, 2, 3. Ba người lên cái trạm. Trạm này. Đưa nó ngay lúc kìa. Qua một cái đồi, anh chị trên nhìn trên đó là cái đồi, đồi cái này là chạy dưới cái đồi, còn trên đó là đường cho xe hơi chạy. Dương thấy có nhiều người nói là quay liên tục đi, Dương đừng có cắt này kia nọ, không nhưng mà thì đó, Dương ráng Dương cầm Dương quay cho anh chị coi. Hai con mắt của Dương nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, nó mỏi con mắt dễ sợ quý vị. Kia là phường trẻ chị, giờ chắc mấy đứa nhỏ nó về hết rồi á. Linderu. Cái trời này á không có gì sung sướng bằng là ở nhà ngủ thật luôn á. Nhưng mà cái mùa lạnh này á, những người mà có bị bệnh về xương khớp anh chị, nó rất là nhức mỏi, đau á, đau nhức vô cùng. Tới một cái trạm nữa và có những người đã đứng chờ.
tuyết ở trong thủ đô Oslo mà tuyết như vậy thì chị tưởng đâu ngoài ngoại ô ấy. Tuyết cỏ nào nữa. Tuyết còn khủng khiếp nữa. Anh chị thấy nó chạy chậm vậy, nguyên nhân là nó gần tới cái trạm. Nó phải chạy chậm lại nha, chứ không phải nó chạy chậm giống như là đường sắt Cát Linh Hà Đông nha anh chị, không phải vậy nha. Bây giờ có anh chị nè, chạy nè. Đón khách xong rồi có nó chạy nè. Rizleka. Đó, tới trạm mới dừng lại nữa nè. Nhanh đó, rất là nhanh, tiếp. À, nhiều anh chị em hỏi ủa sao thấy Dương không có mang khẩu trang. Dương nói với anh chị rằng là anh chị thấy không, chỗ Dương ngồi giờ không có ai xung quanh hết. Phía trước Dương cô không có ai hết. Nó yêu cầu rằng là nếu mình đi đến cái chỗ nào đó, mình không có khả năng mình giữ được cái khoảng cách 1 mét đó, thì mình nên mang khẩu trang. Đó. Cho nên là xung quanh của Dương không có ai hết, cho nên là Dương không cần mang khẩu trang. Nhưng mà tới những cái nơi nào mà đông người á, hoặc là vô trong trung tâm thương mại mà đông nghẹt người á, thì mình nên mang khẩu trang vào. Anh chỉ thấy là Dương không có ai xung quanh hết, mà phía trước Dương không có ai hết trơn. Cho nên anh chị đừng hỏi tại sao Dương không mang khẩu trang nha anh chị. Bây giờ Dương đi ra ngoài rồi, lạnh rồi, kéo này lên chùm lại. Nó có cái bậc thang đi lên anh chị thấy không? Nó có bậc cái lên. Nhìn thấy là ai cũng chùm nón này lại hết, đô số đông là họ chùm lại để không thôi lạnh lắm. Đó. Có mấy cô có cái lông xù lên giống như Dương có vậy đó. Trời ơi, ham không? Dương biết có nhiều người rất là ham. Chị con đi đường đi nè. Nè, bảy ngày nè. Cái này á, ít bữa nữa mà trời mưa đó anh chị, thì cái này nó tan ra. Nhưng mà khi trời mưa đó thì tuyết nó sẽ tan ra, nhưng mà nó vẫn lạnh. Khi trời mưa xong đó anh chị thì nhiệt độ nó lạnh hơn, thì những cái nước á mà nó chưa kịp rút á, và cái nhiệt độ lạnh anh chị nó sẽ đóng đá, nó đóng đá dưới đó, đóng dưới mặt đường đi á, thì nó sẽ làm cho trơn hơn. Anh chị nhìn thấy như thế này nè, nó không, nó dễ đi hơn. Nó như vậy nè, nó còn dễ đi hơn. Nó dễ đi hơn là khi trời mưa xuống rồi nó, những cái tuyết này á nó tan ra, nó tan ra thành nước. Mà khi mà mưa xuống mà tuyết tan ra thành nước mà nó chưa có rút xuống cống kịp đó anh chị, thì những cái lượng nước còn lại đó ở trên mặt đường nó sẽ đông đá lại một cái lớp mỏng trên mặt đường đi này nè, thì nó sẽ rất là trơn. Và trơn như vậy nó làm cho những người lớn tuổi hoặc là những người trẻ mà đi không để ý á, thì dễ bị té lắm. Mà té như vậy rất là đau cái mông. Té mà anh chị trượt xuống mà bể hộp số, đau cái mông kinh khủng luôn. Cho nên là
Cái trời này thì Dương không ngán, mà cái trời mà mưa rồi đó, mà nhiệt độ nó lạnh, nó đông đá lại, đường nó trơn, Dương mới ngán. Thấy không? Mà Dương quay để cho anh chị thấy là thời tiết nó khắc nghiệt như vậy. Trời ơi, vậy mà nhà cửa của người ta xây, xe cộ chạy ầm 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 ầm. Thấy không? Vậy đó, xe chạy nè, đường xá nè. Và anh chị biết rằng là cứ mỗi khi mà tuyết nó rơi như thế này á, là xe cào tuyết nó hoạt động liên tục luôn. Tại vì nếu không cào tuyết á, thì nhiều cái phương tiện giao thông nó sẽ không có lưu thông được, nó sẽ bị kẹt. Tuyết nhiều quá nó chạy không được, nó bị kẹt, cho nên là xe cào tuyết là phải hoạt động liên tù tì luôn. Nó không có để cho cái xã hội nó ngừng, nó gián đoạn anh chị. Cho dù rằng là tuyết rơi cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn ở trong các cái khu căn hộ thì người ta vẫn cào tuyết để cho người đi bộ dễ đi. Còn ngoài đường lớn thì người ta cào tuyết để cho xe cộ nó dễ chạy. Bây giờ ở bên Na Uy là 2:35. Nhưng trời là tối rồi anh chị, chỉ cần khoảng nửa tiếng thôi là bắt đầu trời tối sầm lại. 3-4 giờ là khoảng 3:30-4 giờ là trời bắt đầu tối, như là bên Việt Nam 8 giờ tối vậy, đêm 30 mà 8 giờ tối vậy. Nhưng mà nếu trời tuyết rơi nhiều á thì cái không gian vào tối nó sẽ sáng hơn, tại vì nó có cái màu sáng của tuyết. Cái màu trắng của tuyết anh chị, nó làm cho không gian nó sáng hơn. Cho nên mà mùa đông thì người ta phải tuyết rơi. Mùa đông mà tuyết không rơi là trời tối thui tù lùi à. Rất là tối. Cho nên là người Na Uy họ thích mùa đông mà tuyết rơi càng nhiều á thì càng tốt. Làm cho quang cảnh nó sáng hơn, con người ta đỡ buồn chán. Và cái kế nữa là người Na Uy đó, người ta sẽ có những cái hoạt động đi chơi đi trượt tuyết đó. Cho nên là gần như là người Việt mình ở đây lâu thì họ sợ tuyết, nhưng mà người Na Uy thì họ rất là thích tuyết. Phải có tuyết rơi, trời mùa đông là phải có tuyết rơi. Nhưng mà thật sự ra đó anh chị, là anh chị thấy Dương phà khói không? Có thể là do màn hình anh chị không thấy, nhưng mà bên ngoài là Dương thở ra khói luôn á. Thì người Na Uy họ nghĩ rằng là, họ nói rằng là tuyết rơi thì nhiệt độ nó đỡ hơn. Còn nếu mà trời mà tuyết không rơi đó, trời rất là lạnh và cảm giác lạnh nó rất là buốt, khó chịu lắm. Có tuyết rơi thì thời tiết nó sẽ ấm hơn. Đó, dễ không? Bây giờ bên đây là không có, có nghĩa là người ta nói không có thời tiết xấu, chỉ có là mình mặc quần áo có đủ ấm hay không thôi, hoặc là mình không biết mặc đồ. Đó, thì Dương mặc đồ như thế này rất là ấm. Nếu mà Dương không đi, Dương không quay livestream thì ok luôn. Dương để cái tay vậy nè anh chị. Nè, Dương đút cái tay vô trong cái túi áo. Nhưng mà thương cái điện thoại, cái điện thoại nó lạnh, không có cái gì chụp nó lại hết, nó lạnh lắm. Tội nghiệp nó. Nó nói bà cũng biết lạnh mà tôi biết lạnh ha. Tôi biết lạnh á, nó mà biết nói, nó mà nói được nó chửi Dương chết anh chị. Nhưng mà thôi ráng đi, sự hy sinh cái sự nghiệp điện thoại đi. Đó. Dương đang đi qua đường, nó sẽ dừng lại cho mình. Tuyết bảy bả luôn anh chị. Đèn thui. Chọn cái áo ha. Dương chọn cái áo khoác ngoài màu tím tím này, màu hồng hồng này để đi ra đường. Ban đêm người ta thấy mình tăng có đụng vô mình, một cái hình thức thông báo với người ta là tôi đó nha, đừng có ủi đít tôi nha, đừng có đụng vô tôi nha. Đó, một cái hình thức bảo vệ mình trong mùa đông. Trời ơi tuyết. Anh chị nhớ nhấn cho Dương một cái like nha anh chị. Nếu quý anh chị cảm thấy thích cái video clip của Dương làm, để cho Dương biết, cái like là cái để cho Dương biết rằng quý vị ủng hộ Dương. Bây giờ thì Dương bước vào một cái chỗ khám bệnh anh chị. Thì cái buổi khám bệnh của Dương á, ngày hôm đó thì cũng khá là bất ngờ, là Dương bước vô, Dương cũng lúc mà Dương bước vô Dương không thấy có một cái người bệnh nhân nào họ ngồi họ chờ hết. Dương cảm thấy lạ, tại vì lúc này anh chị ở bên Na Uy là dịch nó đang bùng phát, mà sao cái số người đi khám bệnh cũng không có nhiều. Thì Dương cảm thấy nó cũng vui, cũng khá là an toàn. Đó,
Thì anh chị thấy không, khi mà mặc áo khoác ở bên ngoài nó lạnh vậy đó, mà đi vô trong nó nóng lắm, nó nóng kinh khủng, mình cởi đồ ra không kịp luôn đó. Thì cái lúc này đó anh chị, cũng chưa có, Dương thấy cũng chưa có ai ngồi trên đây luôn đó. Thì anh chị quan sát ha, cái hình ảnh mà ở bệnh viện Việt Nam mà mình ngồi xếp hàng chờ hàng dài đó, thì Dương qua Na Uy là Dương suốt 5 năm nay thì Dương không có bị rơi vào hoàn cảnh đó, cho nên gần như là chưa bao giờ Dương cảm thấy khó chịu hay là bực mình mỗi khi mà Dương đi có giờ để mà đi khám bệnh hết á. Nó tạo cho mình một cảm giác rất là dễ chịu. Và nó cũng không có ồn ào, nó khá là yên tĩnh luôn quý anh chị. Bây giờ thì bắt đầu mình mang khẩu trang vô, mặc dù rằng là không có ai trong đây nhưng mà mang khẩu trang vô để mà mình sẽ gặp bác sĩ, để mà mình làm việc với bác sĩ, mình sẽ trả lời này kia nọ, thì mình sẽ mang khẩu trang vào. Vẫn trống trơn à, không có một cái người bệnh nào hết, thoải mái dễ chịu. Thì anh chị thấy ở trên bàn nó có một cái chai nước sát khuẩn không, và phía đằng xa xa kia nó có hai cái máy tính tiền. Đây là máy tính tiền tự động, khi mà anh chị khám bệnh xong rồi thì anh chị sẽ ra ngay chỗ cái máy tính tiền này nè, anh chị gặp gặp nhập cái tên ngày tháng năm sinh vô rồi anh chị sẽ tính tiền, anh chị trả, không có ai bắt ép anh chị không trả thì nó gửi hóa đơn về cho anh chị về thôi, nó phạt một tí xíu cho anh chị tởn. Nó làm, có nghĩa là cái đất nước của người ta thì nó cái ý thức là quan trọng, nhưng mà để có cái ý thức thì phải giáo dục, phải không anh chị? Đó, bây giờ thì quay vòng vòng cho anh chị coi cái quang cảnh ở bên ngoài từ trên cao nhìn xuống đó, anh chị thấy xung quanh màu trắng là màu trắng của tuyết rơi đó anh chị, nó đẹp ghê không? Đó, xe cộ vẫn là lưu thông, vẫn hoạt động. Và nhưng mà một số đường ở ngoài ngoại ô anh chị thì tuyết nó rơi nhiều và xe cầu tuyết phải hoạt động liên tục, chứ còn không thì nó sẽ kẹt đường anh chị. Đây là trong thành phố nó còn đỡ đỡ, chứ những cái đường xa xa hơn thì tuyết nó rơi khủng khiếp lắm, nó bấy nhầy luôn, xe chạy phải chậm hơn chứ chạy nhanh quá nó rất là nguy hiểm. Trời mà mùa đông anh chị, tuyết mà rơi thì xe chạy rất là hồi hộp, tại vì lỡ mà đường trơn quá nó sẽ phanh luôn anh chị, nó banh bánh xe nó bay dèo dèo luôn anh chị. Nó vậy thấy Dương cứ ho hoài không? Cứ ho hoài luôn, trời lạnh là bắt đầu bệnh ho. Đi khám bệnh. Trời ơi, đằng kia có cây thông đẹp quá. Cái này là chỗ kính hay sao á? Để trong đẹp quá, cây thông đẹp để nơi luôn. Dương phải đi kiểm tra xem Dương bị cái gì mà Dương cứ ho hoài luôn, không biết là nguyên nhân gì, tại vì Dương có hai cục amidan đó anh chị, nó cứ làm cho Dương cứ ho hoài à, mà có đàm nhiều nữa. Gặp trời lạnh nó rất là mệt, tìm hoài không ra cái bệnh của mình. Ôi hồi nãy đi trời sáng sáng đường đường tí xíu, giờ trời tối thui rồi anh chị. Anh chị coi trời tối nè. Đó. Bây giờ là trời tối rồi, trời trời mới có 3 giờ rưỡi thôi anh chị. Mới có 3 giờ rưỡi mà trời tối như vậy nè, vòi tuyết tuyết nó bay vô trong mặt luôn rồi. Lạnh rồi. Gió quá to luôn, gió quá tai, anh chị nghe tiếng gió không? Đã trời bình thường không có gió là đã lạnh rồi, mà bây giờ nó còn có gió nữa, trời đã không có nắng rồi mà nó còn gió nữa, là mày giờ vừa gió mà vừa có tuyết rơi xuống vô cái mặt của mình nữa, trời ơi. Anh chị coi nè,
Nó cái đường nó bấy nhầy nhìn anh chị thấy không? Nó ai ta đi, đi ra cũng mặc đồ kín mít. Thở và bay khói luôn á. Trời tuyết thì bảy bả. Anh giờ thấy không, ở dưới đây nè. Người ta đi rồi tuyết trắng anh chị. Bên đây thì mình không có ai đi lên hết đó, thì tuyết nó trắng dày. Còn bên đây đường người ta đi nè, tuyết nó dày. Nó đang thua vậy nè. Nè, thấy không, thấy gì thấy rõ không đó. Không có ai dẫm lên hết đó. Rất là sạch. Nó dày của Dương anh chị. Lông vậy thôi mà còn chưa đủ ấm nữa đó. Một tay đi, một tay phải bỏ. Một tay cầm điện thoại, một tay bỏ trong cái túi để không có bị lạnh. Ôi dồi ôi, lạnh quá đi. Lạnh khủng khiếp luôn. Đi tới cái khúc này thì anh chị thấy trời mới tối. Tại vì nó có bóng đèn ở trên đó, anh chị, nó có nguyên cây cột đèn kìa. Nó sáng. Đây là Dương đi qua đường. Anh chị thấy con đường đó không? Bây giờ Dương sẽ đi qua đường. Xe hơi ở bên đây nó hay lắm. Hãy đi tới con đường này là tự động. Nó thấy có bóng dáng mình là bắt đầu nó giảm ga là nó dừng lại. Nó tại nó đi tới con đường này mà thấy đằng xa không có người thì nó còn chạy nhanh nhanh tí xíu. Mà nó thấy có người rồi á thì nó phải đạp thắng lại và tới cái chỗ vạch đó nó phải dừng lại hẳn luôn để nó tránh cho người ta. Tuyết thì nó ngập lối đi như thế này. Đi đứng cũng khó khăn nữa. Dương nghĩ Dương đi cái lối này nè. Cái khu vực này là đèn sáng nè, đèn sáng nhiều nè, cho nên chị thấy nó sáng vậy. Nhưng mà thật sự ra trời nó tối rồi. Với lại hôm nay anh chị đã nhìn thấy cái màu trắng của tuyết đó, thì anh chị nhìn thấy nó sáng hơn. Chứ bình thường những cái ngày mà không có tuyết rơi, anh chị nhìn trời nó tối thui tù lùi à. Rất là tối. Nó gió thổi từ ngọn cỏ nó bay bay nè, anh chị thấy không? Đó, giống Việt Nam không? Nhưng mà ở Việt Nam, ở trong Nam thì nó không có tuyết rơi giống vậy. Đó, nhìn cái ngọn cỏ kìa. Anh chị thấy gió như vậy, anh chị thấy ồ gió nhẹ mà đâu có gì đâu. Nhưng mà cái gió này là cái gió lạnh. Cái gió của cái lạnh âm 6-7 độ. Chúng ta cái gió bình thường ở bên Việt Nam là gió mát. Còn cái này là gió lạnh. Anh chị không có thấy giờ tóc của Dương nó bay nhiều. Anh chị nói ồ đâu có gió nhiều đâu. Nhưng mà cái gió này lạnh lắm anh chị. Nó gió nó phà vô mặt Dương lạnh te tu tâm hồn luôn. Đó, người của Dương nè. Dương không có cameraman. Dương tự làm cameraman luôn. Nó điên vậy nè. Con của Dương nó hỏi mẹ ơi, khi nào mẹ đi ra ngoài đường? Con mất đi học rồi, mẹ sắp xếp đi. Khi nào mẹ cần quay á thì mẹ sắp xếp bữa nào mà tối con không có đi học thêm á, con không đi học phụ đạo á, con đi quay cho mẹ. Cái Dương mới nói rằng là mẹ đi mẹ cũng không biết khi nào mẹ đi nữa. Thôi thì khi nào con rảnh cuối tuần đi rồi hãy đi quay với mẹ. Chứ còn nhiều khi những ngày mà con đi học rồi mẹ cũng không đi ra ngoài đường nhiều nữa. Cho nên mẹ không có biết chắc chắn. Dương đi ra ngoài đường vậy thì con của Dương thì nó vẫn còn học ở trong trường đó. Cho nên là nó không có quay được.
nó cũng muốn giúp Dương lắm ở trên trời. Anh chị ơi, chim quá trời chim. Chị thấy chim không? Ủa sao mùa này mà chim trên trời còn ta? Ủa chim nó bay kìa, quá trời chim luôn. Kìa, đâu rồi? Nó dữ vậy ta, chơi sao mùa này mà nó không đi, nó không đi trú đông đi trời. À, cái chỗ này là tổ chim yến. À, không phải, mấy con này là mấy con chim yến anh chị ơi. Ở trong cái nhà này nó có chỗ nuôi yến. Con này là mấy con chim yến rồi. Chứ còn mấy con chim kia là nó đi trú đông hết rồi. Trời lạnh nó đi trú đông rồi. Mấy con chim yến này nó có cái ổ. Mua đồ gì đổ rau câu anh chị? À, đổ món rau câu nha. Dừa ở bên đây anh chị, nước cốt dừa nó vô hũ anh chị nè. Đó, nước cốt dừa nó vô hũ như vậy nè. Hoặc là nó vô hộp. Nước cốt dừa nó vô hộp như vậy nè. Không có bán, nó có bán trái. Nhưng mà thường thường người ta sẽ mua những cái này về nó tiện hơn. Khỏi có nạo, khỏi có cực. Hồi đó Dương ở Việt Nam á, Dương qua bên Na Uy anh chị. Mấy cái này Dương không có quen. Dương đi tìm cái kiểu Việt Nam không mà tìm hoài không ra. Dần dần mới thích nghi được đó quý vị. Hoặc là họ vô cái nước cốt dừa họ vô hộp như vậy. Vô hộp nhà hết luôn nè, mình lắc đều nó lên. Hello quý vị. Bây giờ thì Dương gỡ khẩu trang ra. Đây là hai cái túi đồ Dương mới vừa mua xong. Một túi. Đây là một túi nữa. Bây giờ sắp về. Đáng lẽ đó, nếu mà Dương không làm clip á, thì một tay Dương sẽ xách một bịch. Rồi bây giờ á, nếu mà hai tay Dương xách hai bịch thì làm sao Dương quay clip được. Cho nên bây giờ anh chị thấy hình ảnh của Dương nè. 1, 2, 3. Đó, hai tay, một tay cầm điện thoại, một tay xách hai bịch. Mà Dương nghĩ rằng là cái bịch này, hai cái bịch này á, nó nặng cỡ 10kg chứ không ít. Nó nặng cỡ 10kg luôn đó anh chị. Rồi bây giờ anh chị coi trời nè, tối rồi. Bước vô một chút xíu thôi, bước ra là trời tới thui. Mà anh chị nghĩ đi, giờ này Dương nghĩ chừng 4 giờ chứ gì. Mà trời tới thui thui lùi nè. Trời ơi, sách mà đi có chút xíu mà nặng quá anh chị ơi. Dương nghĩ Dương quen tí nữa xong rồi á là Dương phải cất điện thoại vô, đặng mà Dương xách cái này đến tàu, đến tàu điện. Dương ngồi trên tàu điện rồi thì Dương lúc này tay chân Dương thông thả rồi á thì Dương mới quay cho anh chị coi nha. Chứ giờ Dương xách vừa đi vừa xách như vậy nè. Đó, mỗi tay Dương chưa có xe hơi, tại vì nếu mà ở trong phố mà mua xe hơi á anh chị, cái chi phí trả hàng tháng cho chiếc xe hơi á, nếu mà mình có làm ăn kinh doanh á thì mình có xe hơi không có sao. Còn nếu mà mình là cái người đi làm bình thường á thì mình mua xe hơi á thì mình trừ cái tiền xe hơi phí lắm, nó rất là phí tiền. Tại vì á, bỏ cái bịch xuống anh chị ơi, mỏi tay quá nè. Nhìn thấy không, hai cái bịch, có mình Dương à, phải có thằng con của Dương thì nó đỡ. Giờ ngồi nghỉ xa hơn tí. Tại vì ở trong phố anh chị, đi một chút xíu là có phương tiện công cộng à. Cho nên nếu mà mình có xe hơi thì mình để xe hơi đậu ở nhà không à. Tại vì nếu anh chị chạy xe hơi xuống phố, anh chị phải tìm cái bãi đỗ xe rất là cực. Ở bên Na Uy á, những người nào mà có giấy mà nó xác nhận là anh chị có tật này kia nọ, giấy bệnh á, thì anh chị tìm bãi đỗ xe rất là dễ. Còn những người lành lặn bình thường á, tìm bãi đỗ xe rất là khó. Mà thường thì bãi đỗ xe ở bên Na Uy á anh chị là không có miễn phí. Chỉ những người mà có tật thì mới được miễn phí thôi anh chị, nó ưu tiên cho những người bệnh tật. Còn không là anh chị phải trả tiền. Nhưng mà ít khi nào mà người ta chạy xe hơi vô trong phố lắm, trừ khi nào ta có việc gấp thì người ta buộc phải chạy xe hơi vô rồi người ta kiếm chỗ đổ rồi người ta trả tiền. Chứ còn không là người ta đón xe công cộng không cho nó tiền, nó tiết kiệm tiền. Người ta tiết kiệm
tiết kiệm tiền không phải là người ta quá keo kiệt, mà là người ta tiết kiệm tiền, người ta làm được nhiều thứ khác. Cho nên chị thấy dân Na Uy á, nó đi chơi dữ lắm. Dân Na Uy nó đi du lịch khủng khiếp luôn. Chứ không phải là nghe Dương nói vậy các anh chị nghĩ là keo kiệt lắm mới tiết kiệm tiền như vậy ha. Tại vì cái hệ thống phương tiện công cộng ở trong phố ở đâu nó cũng có hết trơn á. Cho nên là họ xài tiền cho đúng mục đích của họ. Họ không thể nào ném tiền qua cửa sổ được. Làm việc thì cực khổ vất vả, cho nên đồng tiền của mình cũng phải sử dụng cho nó đúng. Bây giờ nè, một mình Dương với hai cái bịch này, thì trong đây là đồ Dương nấu bún bò. Anh chị biết đi ra ngoài trời lạnh rồi, về á mà còn lấy quay nấu nướng nữa thì cực lắm. Dương nấu một cái nồi bún bò vậy để ăn 3-4 ngày luôn. Đó, rồi bây giờ thì Dương dừng lại anh chị, Dương xách cái bịch đồ này chứ vừa đi mà vừa xách á. À, Dương chịu không có nổi, nặng lắm. Với lại anh chị coi cái trời kìa. Đó. Cái đường thì bảy bả. Bây giờ Dương cào ta xuống, Dương hút cái đống này anh chị. Nó rất là dơ. Phải không? Đường thì bảy bả nữa. À, trời nó tối như thế này nè. Trời nó tối lắm, anh chị nhìn đèn nó sáng vậy nhưng mà trời là ý Dương nói tối hơn cái mùa hè. Nha. Rồi Dương dừng lại nha, rồi lát nữa Dương quay tiếp cho anh chị. Cuối cùng thì cũng về tới nhà rồi anh chị ơi. Trời ơi, xách đồ nặng thở không nổi mà. Rồi, cái video clip hồi nãy giờ Dương quay thì Dương hy vọng rằng là anh chị có thể có cái nhìn về cái thời tiết mùa đông ở bên đây và những người mà giống như Dương thì sinh hoạt như thế nào nha anh chị. Bây giờ thì Dương sẽ soạn đồ ra và nấu bún bò Huế, đói bụng quá luôn. Cảm ơn quý vị nha. Và quý anh chị đừng quên nhấn cho Dương một cái like nhé. Còn ai chưa xem, chưa ai đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm thì Dương cảm ơn thật là nhiều. Bây giờ sẽ trổ tài nội trợ nấu bún bò Huế. Bye bye.